Xin chào, mình là Văn Hưng. Chào mừng các bạn đến với kênh của con viên luật CAS. Làm giấy khai sinh cho con là một trong những điều quan trọng cần phải thực hiện đầu tiên khi đứa bé ra đời. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, có thể do không có thời gian hoặc giãn cách do dịch Covid-19 trong thời gian hiện nay mà nhiều cha mẹ không thể đến trực tiếp để làm hồ sơ đăng ký khai sinh cho con. Để tiết kiệm thời gian của người dân, hiện nay một số tỉnh, thành phố đã triển khai thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến. Trong video hôm nay, công ty luật sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thủ tục này. Cách thứ nhất, đăng ký khai sinh tại hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến. Bước 1, truy cập đường link như hiển thị trên màn hình. Bước 2, chọn tỉnh thành tiếp nhận hồ sơ. Hiện nay, hệ thống vẫn đang trong thời gian hoàn thiện nên chưa đầy đủ các tỉnh thành. Nếu tỉnh thành bạn nộp hồ sơ đã được cập nhật trên hệ thống, chọn tỉnh thành trong danh mục. Bước 3, chọn dịch vụ đăng ký khai sinh mới. Bước 4, chọn đơn vị tiếp nhận cấp quận, huyện và cấp phường, xã. Bước 5, điền tờ khai trực tuyến gồm các thông tin. Chọn loại khai sinh. Điền thông tin người yêu cầu gồm họ và tên người yêu cầu, giấy tờ tùy thân, nơi cư trú, quan hệ với người được khai sinh. Điền thông tin người được đăng ký khai sinh, họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh. Quê quán. Dân tộc và quốc tịch. Điền thông tin mẹ, cha, họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, cư trú, giấy tờ tùy thân. Điền thông tin khác nếu có yêu cầu như cấp bản sao giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú, yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế. Điền thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và email để cơ quan chức năng có thể liên lạc khi cần thiết và giúp giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Bước cuối cùng, sau khi kê khai thông tin thành công, bạn sẽ được thông báo và cấp mã số đăng ký kèm theo yêu cầu về giấy tờ, hồ sơ cần mang đến nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh. Như ví dụ trong hình, các bạn cần ghi nhớ mã số được cấp. Khi nộp hồ sơ phải cung cấp mã số này cho cán bộ tiếp nhận để nhận phiếu hẹn trả kết quả. Cách thứ hai, đăng ký khai sinh tại cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với cách này, bạn cần đăng ký tài khoản dịch vụ công để tiến hành. Sau khi có tài khoản dịch vụ công, bạn thực hiện theo các bước như sau. Bước 1, truy cập đường link công ty luật để trong phần mô tả. Bước 2, hiện nay hệ thống vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa đầy đủ các địa phương. Nếu địa phương bạn nộp hồ sơ đã được cập nhật trên hệ thống, chọn tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã trong danh mục. Bước 3, website sẽ hiện ra thông tin của Ủy ban Nhân dân cấp xã tương ứng, chọn nộp trực tuyến. Bước 4, cổng dịch vụ công quốc gia sẽ chuyển đến trang dịch vụ công của tỉnh, thành, địa phương tương ứng. Bạn tiến hành điền tờ khai gồm các thông tin như sau. Thông tin người đăng ký gồm họ tên, giấy tờ tùy thân, nơi cư trú, quan hệ với người được khai sinh,
thông tin người được khai sinh gồm họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, giới tính, dân tộc, quê quán. Thông tin cha mẹ gồm họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú. Bước 5, đính kèm các tài liệu gồm tờ khai theo mẫu, bản chính giấy khai sinh, văn bản ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em nếu có, giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh nơi cư trú của cha hoặc của mẹ. Các bạn kiểm tra lại thông tin đã khai báo, sau đó các bạn chọn nộp hồ sơ để hoàn tất. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu bạn có thắc mắc, các bạn có thể để lại comment bên dưới video này. Công ty luật sẽ tổng hợp để giải đáp pháp lý chung trong các video lần sau. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn phải thay đổi bản hiệu do vi phạm thương hiệu. Làm sao đây? Hãy đăng ký thương hiệu tại cs.vn.